bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác dù có cố gắng vươn lên đến đâu thì vẫn cứ rơi vào hố sâu không đáy của sự đau khổ và hoang mang? Như người ta vẫn thường nói, tiến một bước, lùi hai bước. Dù bạn có làm gì đi nữa, cuộc sống này vẫn cứ bế tắc và chẳng có gì tiến triển. Vậy thì có lẽ bạn đã quên đi một điều vô cùng quan trọng, đó là dâng lời tạ ơn Chúa. Hôm nay, ngày 17 tháng 7 năm 2022, chương trình Tỉnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý tín giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Paul Daly qua chủ đề Sức mạnh của lời tạ ơn. Ai lại nghĩ rằng một từ đơn giản như cảm ơn lại có sức mạnh vô cùng lớn lao? Gần đây tôi bắt đầu khám phá, hoặc có lẽ là tái khám phá sức mạnh của từ ngữ đơn giản này. Và một ngày thật tồi tệ, tôi đã gọi điện thoại bàn cho ba, nhưng không ai bắt máy vì ba mẹ tôi đang có chuyến đi du lịch kỷ niệm 32 năm ngày cưới. Tôi nhắn cho ba một tin nhắn chứa đầy sự ưu tư. Tôi khóc và than thở vì mọi thứ mình gây dựng đang sụp đổ. Hôn nhân của chúng tôi đang trục trặc vì những áp lực về tài chính. Và chuyện này cũng bắt đầu ảnh hưởng đến con gái chúng tôi vì bé lo lắng khi chứng kiến những căng thẳng của ba mẹ. Tệ nhất là cả hai chúng tôi đều không thấy bất kỳ hướng giải quyết nào cho vấn đề của mình. Nhưng bạn có đồng ý với tôi rằng ở những chỗ dường như đường cùng thì Chúa là đấng mở lối, phải không? Vài ngày sau, ba tôi đã gọi lại cho tôi lúc tôi còn ở nơi làm việc. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng Chúa đã sắp đặt hoàn cảnh lúc đó để tôi có được khoảng thời gian 30 phút được ở một mình. Nhờ đó, tôi có thời gian để nghe ba chia sẻ những lời khuyên tuyệt vời. Tôi biết ơn Chúa vô cùng vì có một người cha tin kính như vậy. Ba tôi bắt đầu nói với tôi về lòng biết ơn. Ba dạy tôi rằng thay vì chỉ nói cảm ơn Chúa chung chung, hãy nghĩ đến những điều cụ thể và bày tỏ lòng biết ơn của mình về những điều đó. Ba giải thích rằng chúng ta có thể nói cảm ơn trong khi không thực sự biết ơn. Trước khi biết Chúa, tôi đã cảm ơn Ngài về những gì Ngài làm trong cuộc đời tôi. Nhưng khi đã biết Ngài, tôi dành nhiều thời gian hơn để cảm tạ Chúa về những bản tính của Ngài. Mỗi phút trôi qua, ánh sáng trong tâm hồn tôi càng trở nên rực rỡ khi Chúa phán với tôi qua những lời mà ba chia sẻ. Chúa đang tuôn đổ những lời ân điển và thương xót của Ngài vào cõi lòng nặng trĩu của tôi. Hãy để tôi nói cho bạn biết, trong vòng 30 phút đó, tôi đã trở thành một con người khác. Ba tôi hỏi tôi một lần nữa câu mà trước đó ông đã từng hỏi: con muốn có tiền hay con muốn có đức tin? Chà, câu trả lời này đã quá rõ ràng, mặc dù hơi khó nắm bắt. Tất nhiên tôi muốn có đức tin. Tiền nhiều để làm gì khi có tiền nhiều đến đâu rồi cũng hết? Nhưng một khi có được đức tin thay đổi cuộc sống, bạn đã nắm trong tay nguồn tài nguyên quý giá hơn cả khi người ta trúng vé số độc đắc vậy. Trong Sử Ký Nhì chương 20 câu 21, vua Giô-sa-phát của Giu-đa sắp xếp những người ca sướng đi trước quân đội để hát bài thánh ca hùng hồn ngợi khen Chúa. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Khi tiếng hát được cất lên, Chúa đã giúp họ chiến đấu bằng cách làm cho trại quân của kẻ thù trở nên hỗn loạn, khiến chúng tấn công lẫn nhau. Khi Giu-đa thu về một lượng lớn chiến lợi phẩm từ kẻ địch mà không cần một người nào giơ kiếm lên. Điều tương tự xảy ra với vợ chồng tôi vào đúng ngày chúng tôi dâng lòng tạ ơn Chúa. Không chỉ đám mây đen tuyệt vọng tan đi ngay lập tức, mà chỉ trong vòng một tuần, Chúa đã sắp xếp cho chúng tôi một khoản xoay vòng 750 đô mỗi tháng. Chưa hết, Chúa còn giúp vợ tôi thoát khỏi công việc mệt mỏi hiện tại, ban cho em 3 cơ hội việc làm khác, với giờ làm việc ít hơn mà tiền lương lại nhiều hơn đáng kể. Nhưng trước khi những điều này xảy ra, tôi đã gọi cho tất cả bạn bè và nói rằng Chúa đã bày tỏ sự tốt lành của Ngài với chúng tôi như thế nào. Tôi muốn mọi người biết Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương, tha thứ, nhân từ, khoan dung, nhẫn nại, thương xót, thành tín, tuyệt vời và diệu kỳ. Vua David đã viết trong Thi Thiên thứ 42 câu 5 đến câu 6 như sau: Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờ ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa. Vì nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi. Đức Chúa Trời tôi ôi, linh hồn tôi bị sờ ngã trong mình tôi, nên tôi nhớ đến Chúa.
Nếu bạn đang đối mặt với một ngọn núi dường như không thể vượt qua trong cuộc sống, bạn chỉ cần ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự vinh hiển và uy nghi cả thể của Ngài. Nhiều khi, vấn đề duy nhất kìm hãm bạn là do thiếu lòng biết ơn. Điều này được lời Chúa chứng minh hết lần này đến lần khác. Khi dân sự Đức Chúa Trời nhớ đến Ngài và thờ phượng Ngài với lòng cảm tạ, Ngài sẽ bắt đầu hành động thay cho họ. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, đôi khi vì mãi loay hoay trong bóng tối cuộc đời, con quên dâng lời tạ ơn, ca ngợi Cha tốt lành, yêu thương của con. Xin Chúa tha thứ và nhắc nhở con biết tạ ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, vì Ngài đã cứu con, ban cho con được sống để ngợi khen và phục vụ Ngài. Con tin rằng Chúa sẽ giải quyết mọi nan đề của con như lời Ngài đã hứa. Con cảm tạ ơn Cha vô cùng. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, hãy khắc sâu trong tâm trí bạn những điều tốt lành Chúa đã ban cho bạn trong quá khứ. Hãy tạ ơn Chúa về những gì Ngài đã làm và những lời hứa Ngài sẽ thực hiện. Khi làm điều đó, chắc chắn mây đen sẽ ngay lập tức tan biến và bạn sẽ thấy những lời hứa tuyệt vời của Chúa trở nên sống động trên cuộc đời bạn. Bạn sẽ thực sự kinh nghiệm chiến thắng nhờ năng quyền của lời tạ ơn. Của đời sống tôi, Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi, Ngài biết rõ nỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài hằng liệu lo chu Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân. Ngài biết rõ những tâm lòng nặng nề vỡ tan. Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhớ trong lòng, và Ngài hằng chu cấp cho vẹn toàn. Đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu thương. Đời tôi nguyện là mùi thơm cho danh Chúa muôn phương. Nguyện đời tôi trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa ba ngôi. Nguyện miền tôi dài hàng truyền giao tình yêu Chúa tuyệt đối. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống ta, bạn hãy phó thác cho Ngài mọi điều ước mong. Ngài biết rõ mỗi lòng bạn hỡi vững tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mỗi rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân. Ngài biết rõ những tâm lòng nặng nề vỡ tan. Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhẫn trong lòng, và Ngài hằng chu cấp cho
là mùi thơm cho danh Chúa muôn phương. Nguyện đời tôi, trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa ba ngôi. Nguyện miền tôi dạy hàng truyền giao tình yêu Chúa tuyệt đối. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống ta, bạn hãy phó thác cho Ngài mọi điều ước mơ. Ngài biết rõ mỗi lòng bạn hơi vững tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng. Ngài biết rõ mỗi lòng bạn hơi vững tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi. Dạ thân mến, thật phước hạnh khi được thờ phượng Chúa và học biết lời của Ngài qua những giờ tĩnh nguyện. Ban biên tập luôn hồi hộp và xúc động khi đọc được những dòng tin nhắn của quý vị gửi về cho chương trình mỗi ngày. Một thính giả đã để lại lời nhắn trong một bài tĩnh nguyện như sau: cảm tạ Chúa, cảm ơn chương trình. Có lẽ quý vị không biết là Chúa đã dùng chương trình để đáp ứng lời cầu nguyện của tôi bao nhiêu lần rồi đâu. Thật lạ lùng và diệu kỳ trong ơn thần hữu của Chúa. Nguyện xin Chúa ban phước tràn đầy trên chương trình để mỗi ngày càng kết quả cho công việc Chúa và càng vinh hiển danh Ngài. Một thính giả khác bày tỏ: Chúa ơi, Chúa yêu thương chúng con. Dù chúng con vấp ngã thì Chúa thương xót nâng dậy và ban thêm sức để chúng con được tiếp tục đến với Chúa, đi theo Ngài. Cảm ơn chương trình tĩnh nguyện đã làm cho tâm linh tôi đổi mới từng ngày qua sự dạy dỗ của lời Chúa. Quý thính giả thân mến, chúng tôi thực sự biết ơn Chúa khi được lắng nghe những chia sẻ của quý vị về cách mà Chúa dùng chương trình tĩnh nguyện hàng ngày để nuôi dưỡng, hướng dẫn và khích lệ quý vị. Để chương trình tĩnh nguyện hàng ngày tiếp tục được phát triển, ban biên tập rất cần sự cầu thay và đồng hành của quý vị. Nếu quý vị được cảm động muốn chia sẻ và góp phần dâng hiến cho chương trình, xin vui lòng liên hệ qua email chia sẻ@quanquay.vn hoặc gọi trực tiếp đến hotline 0896 164 199. Đừng quên bấm theo dõi kênh và chia sẻ chương trình này cho bạn bè và người thân quý vị nhé. Nguyện Chúa ban cho quý vị một ngày phước hạnh. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.